Thưa bà con, sau khi Trinh sử dụng cái phân công nghệ sinh học hiệu phân lười thì sau 3 năm trong phân lười nó có cái những vi sinh vật để cải tạo đất. Đất thì khi 3 năm mà con thấy những cái đất nó có dung trùng nó đùng lên như thế này nè. Đó là đất nó tốt màu lại. Đó. Lúa phát triển tốt nhưng đất vẫn cải tạo đất lại. Đó. Có những con dung con trùng nó đùng lên. Đó, nó đùng như thế này. Còn những cái đất kế bên á thì nó không có những con dung trong đất nó bò nó nổi lên như thế này. Thì bà con thấy cái hiệu quả của phân công nghệ sinh học con lười á, nó vừa tốt lúa trúng mùa nhưng mà lại làm cải tạo đất mình tốt hơn. Đó, nó là xài càng lâu thì cái cải tạo đất cho mình đó, nó càng tốt như thế này đây. Đó, con thấy những con dung con trùng nó đã bò nó đùng đất lên như thế này. Còn nếu mình sử dụng phân kia thì phân khác đó, thì đất đó, nó đâu có xốp đất. Xốp đất thì những con dung con trùng nó không có đùng được như thế này, vì cái đất mình nó đã xốp nó cải tạo lại rồi đó. Con thấy đó. Còn nếu mà phân khác thì đất nó dẻ nó ngắt à, những con này đâu có đụng được. Đó, thấy cái hiệu quả của phân con lười là nó vừa tốt vừa cải tạo đất vừa giảm sâu bệnh mà tăng năng suất. Thì cho nên bà con sử dụng cái phân sinh học con lười này thì nó rất tốt cho các mặt luôn, vừa lúa lại vừa đất là đều đạt hết. Vâng, cũng xin cảm ơn bà con để xem qua cái hiệu quả của phân con lười.